Hello cả nhà nha, Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà, em lên 5 cây mai tàn của vườn mai nhà em nha. Thì cái lô mai này là cây Duyên Dạo Thu Đức nha cả nhà. Nó tầm 6 đến 12 cánh. Và đặc biệt là vườn mai nhà em nuôi cây rất là cao, rất là to nha. Bán thông, tất cả đều đã con tàn hết nha cả nhà. Thì cái cây này mọi người nhìn thấy rất là khổng lồ đúng không ạ? Cây này thì nó cao tới 2m2 nha cả nhà. Cao 2m2 và ngang là 1m60. Cả nhà nhìn thấy cái tàn của nó rất là dữ. Và đặc biệt là cái chi cành của nó. Rồi, em sẽ vô cho khách coi cái chi cành nha. Đây là chi cành của cái cây này nha cả nhà. Cái hoành này là 27. Đây, cái củ đế này 27 nha. Chi cành thì rất là bự, bằng cầm tay của em luôn nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Và đặc biệt là cái lô này nụ rất là nhiều nha. Nụ rất là nhiều. Rồi, em sẽ quay sát vô cho khách xem nụ nha. Đây, nụ nè cả nhà. Đó, nụ cũng to rồi nha. Nụ to rồi. Đây, đây là như rồi đây, nụ rất là to luôn nha cả nhà. Rồi, cái cây này thì cái tán thông nha. Đặc biệt là bên em đã con tàn hết rồi nha cả nhà. Con tàn để cây nó ra tán thông và đồng thời nó sẽ dồn lực vào nuôi nụ nha. Thì tết nay chơi tết thì rất là ok rồi. Và đặc biệt là cái lô này đã thuần chậu rồi nha cả nhà. Cho nên là khi em gửi là em sẽ bỏ chậu nha. Bỏ chậu và em sẽ bó lại cái bầu cứng lại để giao cho khách ha. Rồi, không để cả nhà phải chờ lâu, em báo giá cây này là cây 1B nha. Cây 1B giá là 3.3 triệu bao phí vận chuyển cho khách luôn. Rồi, 3.3 triệu em sẽ bao phí ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Thì khi tới thì cả nhà chỉ cần trả 3.3 triệu thôi thì đã có cây mai rất là khổng lồ để chơi tết nha. Rồi, đây là cây mã 1B. Rồi, và chúng ta tiếp là lên cây mã 2B. Cây rất là to luôn nha cả nhà. Cây rất là to luôn, khổng lồ luôn. Rồi, và tiếp tục là cây 2B. Cây bự này giá khác hơn to. Từ đây lên thì nó cũng thấp lắm, không có cao nha cả nhà. Và đặc biệt là cái chi cành rất là đều. Cây bên em thì rất là chặt tàn luôn nha. Nên là không phải thua thớt đâu. Đây, cây này rất là đẹp luôn. Rồi, em quay tổng thể cái cây này cho khách xem nha. Đây, cây này thì em bán với giá là 3.5 triệu bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. 3.5 triệu luôn nha cả nhà. Rồi, cây này là mã số 2B. Rồi, nụ thì rất là nhiều luôn. Nụ thì ok ha. 3.5 triệu bao phí vận chuyển cho khách luôn. Đây nụ bên đây nè, em cho khách coi nụ ha. Đó, nụ to nha. Đó, nụ nha cả nhà. Rồi, 3.5 triệu bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi tiếp tục là lên cây mã cây 3B. Để xuống đây làm chi vậy? Lên đi hết rồi. Hết rồi thì xuống đây đi làm gì chụp kia con. Xuống. Trời ơi. Quá trời. Đi vô đây nè. Vậy cho khỏe đi. Vậy đó đó. Cũng kinh khủng luôn nha. Lên. Trời ơi. Không phủ không? Sợ không được chứ anh. Rồi. Ê, mang chưa nghe, chưa. Rồi. Rồi. Đây rồi đó. Ủi lá xuống rồi chứ ơi. Rồi, làm cho đặng cho cả nhà nhìn thấy bộ đế rồi chứ. Quá đẹp. Rồi, cây này rất là đẹp luôn nha. Cây 3B. Cây này có mã là 3B. Và nó cao là 1,5 m nha cả nhà. Cao 1,5 m. Rồi cái tán ngang là tán ngang là 1,5 m luôn. Rồi, cây này cây lùng lực nha, tán rất là dữ luôn. Rồi, em tiến vô cho khách coi hoành nha. Hoành là 22 nha cả nhà.
Đó, hoành là 22. Chi tàn thì rất là đều, cây rất là mập luôn nha. Đây rất là mập luôn. Đó, chi tàn sát luôn nha, sát mặt phân luôn nè. Cái này tất cả đều thường chậu rồi nha cả nhà. Rồi, cái này em bán với giá là 3,3 triệu, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. 3,3 triệu nha cả nhà. Rồi đây, em sẽ quay trở lại cho cả nhà xem nha. Rồi đây. Rồi cây thì nụ cũng rất là nhiều nha. Rồi em lại cho khách xem nụ. Đó. Nụ rất là nhiều nha, nụ nhiều lắm. Đây nè, nè, trời ơi. Chưa chết luôn. Một mắt lá là một nụ, và đặc biệt là cái tàn của em rất là chặt tàn nha. Rồi cây này giá 3,3 triệu, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây số 4B. Đúng rồi đây. Cái này mà ta nhỏ nhỏ con tao ghim chắc tao ói ỉ á. Rồi tới cây 4B. Cái này đây đúng rồi. Cái nào đó? Đây đó. Cũng phải lộn cái đó không mày? Đó đúng rồi cái đó đó. Cây đó lùng lực. Yeah. Yeah. Rồi một cây lùng lực tán rất là tròn luôn nha cả nhà, rất là tròn luôn. Các anh này khi hai ba người mà khi không hỏi luôn. Đây, cái này nó cao là 1m98 cũng như là 2m rồi nha cả nhà. Ngang là 1m7, 1m7 thì rất là chặt tàn luôn nha. Đây cả nhà em qua nhìn trò này bán không chặt tàn rất là nhiều, và đặc biệt nụ rất là to rồi nha. Về là chơi Tết rồi, nó ok luôn nha cả nhà. Đây, em cho khách xem nụ nè. Đó, nụ nè, nụ rất là nhiều luôn nha. Đó, nụ nhiều lắm cả nhà ơi. Nè, mỗi một mắt lá là một nụ luôn nha. Mỗi một mắt lá là một nụ. Rồi, cái cây này nó có cái hoành là 23 nha. Hoành là 23. À, cái tán, cái nhánh thì nó rất là lùng ở dưới mặt phân luôn nha cả nhà. Cho nên là cây nó rất là đẹp luôn nha. Đó, chi cành thì rất là đều, rất là mập luôn. Rồi. À, cây 43 này em bán với giá là 3,3 triệu, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi em quay tổng thể loài cây lại cả nhà. 3,3 triệu bao phí ship luôn nha. Cây rất là to luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây 5B, cây cuối cùng. Cây ở đâu? Cây nằm ở đâu? Tiếng miền Nam nha cả nhà, bành cây. Vậy được rồi, đừng xét quá quay đụng à. Để nghe nha. 2, 3. Ôi. Một cái cây là có cái bộ rễ rất là lực luôn. Nó lực luôn, một cái tán tròn do luôn cả nhà ơi. Cây này cao. Cây này là cao 2m1 luôn nha. 2m1. Nó có hoành tới 28 luôn. Ngang là 1m5. Trời ơi, cái cây này quá trời cả nhà ơi. Nụ thì cũng rất là nhiều nha. Đang tạo nụ rất là nhiều luôn. Cái này về chúng ta chơi Tết liền nha. Không phải giống cái loại mà bứng cái bầu mà bó cái bao ở cả nhà, thì cái đó không có chơi Tết được. Cái này về là chơi Tết nè. Nụ nè, em quay cho cả nhà xem. Đó, nụ á. Nụ thì đang tạo nụ rất là nhiều nha. Mỗi một cái mắt lá là một nụ luôn á. Rồi đây, rồi cái phần thân nha. Cái hoành cây này lớn lắm, hoành tới 28 nha cả nhà. Đế nở. Đó, đế rất là nở luôn nè. Rồi, cây này em bán với giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu bao phí vận chuyển cho khách luôn. Rồi, em sẽ quay tổng thể cái cây lại cho khách xem cái nha. Cái 5B này giá 3,5 triệu nha cả nhà. Cái hoành của nó rất là to nha, đế cũng nở luôn. Rồi, 3,5 triệu bao phí ship nha. Rồi, rất mong được sự ủng hộ của cả nhà đến vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Và số điện thoại của em thì rất là quen thuộc là 0397142252.